Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiếng Đạt của em. Hôm nay chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin nóng được đăng trên trang báo Dân Việt. Kính thưa tất cả quý khán giả, trong mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội và kể cả truyền thông báo chí đưa rất nhiều cái thông tin liên quan đến vụ việc diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời, để lại cho gia đình một cái nỗi mất mát quá lớn. Và bên cạnh đó, các đồng nghiệp, bạn bè, những người hoạt động nghệ thuật chung với anh này đó cũng bày tỏ một cái sự hối tiếc vì cái sự ra đi của anh này quá đột ngột. Và bên cạnh đó cũng có một số cái thông tin tiêu cực, sai sự thật làm ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của người ta. Và trong lúc này tan gia tan bói gói mà khiến gia đình người ta cũng phải lên đính chính rất là nhiều lần. Và cái thông tin tiêu cực này xuất hiện từ đâu? Từ những người hoạt động chung trong cái giới nghệ thuật của anh này. Kính thưa tất cả quý khán giả, sau khi diễn viên Đức Tiến mà đột ngột qua đời đó, thì trên mạng xã hội lan truyền rất là nhiều cái thông tin, nào là cho rằng đó là vợ của Đức Tiến đang mang thai một cái bé thứ hai ở trong bụng, và thông tin ABC DZ gì đó tùm lum tùm la chân á, làm ảnh hưởng đến gia đình người ta rất là nhiều. Lẽ ra trong lúc này gia đình người ta đang có một cái sự mất mát, đang có tang đó, thì mình nên dành cho người ta một cái sự trân trọng, một cái khoảng thời gian đó trầm lắng xuống. Chứ đằng này mà tung ra rất nhiều những cái thông tin bậy bạ, thông tin tào lao đâu không, nó ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của người ta. Và tôi, mẹ tôi cũng mới vừa mắc đây nè, cho nên tôi hiểu. Con người mà sinh ly tử biệt, ai cũng ra đi hết trơn á. Nhưng mà mỗi người có một cái cách ra đi khác nhau. Có người thì ra đi rất là đột ngột, để lại một cái sự khó khăn cho gia đình và cái sự hối tiếc cho anh em bạn bè. Nhưng ở đây á, có một cái siêu mẫu tự nhiên không hỏi ý kiến của gia đình người ta, không nói cái gì hết trơn á, đi lên kêu gọi đóng góp vào trong cái tài khoản của vợ người ta. Đây là những cái thông tin tầm bậy tầm bạ. Mà tôi nói làm như vậy dư luận cộng đồng người ta là khá là bức xúc. Mà trong khi gia đình của người ta là chưa lên tiếng, chưa nói bất cứ cái điều gì hết trơn á, cô này là cầm đèn chạy trước ô tô rồi, hành động một cách là hết sức là hồ đồ, hết sức là bậy bạ luôn á. Mà sau khi á, cái bài đăng của cô này đó đăng lên chỉ có vài phút thôi, mà dư luận và cộng đồng người ta, báo chí rồi người ta kia người ta cũng phát hiện, cư dân mạng người ta cũng chụp rất là nhiều rồi, người ta lưu trở lại tùm lum chân. Cho nên gia đình người ta cũng phải lên tiếng đính chính, mà hôm nay là cái lần thứ hai thứ ba rồi. Bây giờ mà cái thông tin này vẫn còn ở đây ha, đây tôi mời quý khán giả cùng đi vào cái nội dung của cái bài báo này, phải nói là rất bức xúc luôn. Tôi, gia đình người ta mất mát, tôi dành cho người ta một cái sự trân trọng đó. Ở đây là tôi nói những cái người gâu ghia bên ngoài thôi, có những cái hành động phải nói là hết sức là hồ đồ luôn quý khán giả. Không hỏi gì đến gia đình người ta chứ, mà lên đi kêu gọi bằng cách hết sức là bậy bạ. Gia đình Đức Tiến lên tiếng phủ nhận chuyện khó khăn tài chính, không đủ tiền làm đám tang. Là nói chung là cái cô này á, đăng lên nó nói gia đình là không đủ tiền làm đám tang, làm tang lễ là 80.000 ở Quýt Đi vậy đó, tùm lum tùm la, rồi nói anh này là không có mua bảo hiểm rồi cái đủ thứ ABC. Cái chuyện đó cô chưa thông qua gia đình người ta mà cô lên cô nói vậy là chết rồi. Mới đây á, phía gia đình của Đức Tiến đã lên tiếng về thông tin cho rằng gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, không lo nổi đám tang cho nam diễn viên. Nói chung là cái này là cái tin đồn trên mạng nha, mà gia đình người ta lên tiếng vậy đó. Mấy ngày qua sau khi Đức Tiến qua đời, nhiều nghệ sĩ cũng đã lên tiếng về hoàn cảnh của nam diễn viên. Theo như chia sẻ của Chi Dê Phương Trinh, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, ở đây ta nêu rõ luôn nha, trong mặt kép nha, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến đó không chỉ để lại lỗ hổng trong tim của vợ con, bạn bè, mà còn để lại lỗ hổng về tài chính. Tất nhiên là vậy rồi, đàn ông mà ra đi lúc nào thì cũng bỏ lại một cái sự, cái lỗ hổng về tài chính là cái đó là chắc chắn rồi. Mà ai cũng vậy thôi, phụ nữ thì ra đi cũng để lại cái sự cô đơn cho chồng, cho con, một cái sự mất mát, thiếu một tay, đúng không? Gia đình thì cũng vậy, nói chung mình ăn cơm thì cái chén cũng phải có đôi đũa, có cái muỗng, còn không có thì nó cũng phải thiếu thốn rồi, đúng không? Tiến chưa mua bảo hiểm nhân thọ, Tiến là trụ cột của gia đình, nên khi ra đi á, không chỉ để lại lỗ hổng trong trái tim của vợ con, mà còn để lại lỗ hổng tài chính. Chi phí tang lễ chôn cất lên đến 80.000 USD. Xin lỗi quý khán giả nha, 80.000 nha. Nếu như không có những người bạn, anh, chị chung tay góp sức lo hậu sự, những nguyện vọng của Tiến á, là
khó có thể mà thực hiện được. Chi Dê Phương Trinh chia sẻ những thông tin này lan truyền trên mạng á, là chống trên mọi mặt, trên mặt trận, trên mọi mặt trận, khiến nhiều khán giả xót xa. Nhiều bạn thân của anh á, trong đó có đạo diễn Mai Thu Huyền ha, có đạo diễn Mai Thu Huyền ha, lên tiếng kêu gọi mọi người đóng góp cho anh. À, kêu mọi người là kêu mọi người nào hả? Kêu mọi người nào lên tiếng kêu gọi đồng nghiệp á, đóng góp cho anh, chứ đừng có nói kêu gọi mọi người đóng góp cho anh, mà trong khi gia đình người ta đâu có kêu đâu, gia đình người ta không có kêu. Trên trang cá nhân á, đây nha, bắt đầu tới nha, trên trang cá nhân siêu mẫu Xuân Lam cũng tiết lộ hoàn cảnh của gia đình Đức Tiến. À, ở đây là siêu mẫu nha, siêu mẫu Xuân Lan. Tôi hồi đó giờ tôi đã thật sự với khán giả, tôi chưa biết siêu mẫu Xuân Lan là ai luôn. Tôi chưa từng biết luôn đó. À, tôi 42 tuổi tôi chưa biết siêu mẫu Xuân Lan là ai luôn. Tôi chỉ đọc bài báo tôi biết tên thôi, chứ bài ra tôi chưa biết mặt. À, tôi chưa từng gặp cô này trên TV lần nào hết trơn luôn. Theo đó đó, cô cho biết gia đình của anh Đức Tiến tại Mỹ đang khó khăn. À, cái này là cô này, cô Xuân Lan ha, không biết cô siêu mẫu Xuân Lan này cô này ở đâu ha, không biết. Anh vừa chuyển tiền cho vợ đóng học phí cho con gái, không bao lâu thì qua đời. Không chỉ thế, nam diễn viên còn không có bảo hiểm y tế. À, nói chung là bên Mỹ không biết sao mà không có bảo hiểm y tế ha. Nói chung là cái này là không biết có hay không nha. Mà cái cô diễn viên Xuân Lan này, cô lên tiếng là như vậy. Cụ thể, Xuân Lan cho biết, anh Thanh Sơn đã tặng Đức Tiến mảnh đất để an táng, nhưng là tiền đã trả tiền tang lễ, an táng và bia mộ vẫn cần sự giúp đỡ của mọi người. À, cô nó nói rõ ha, trên trang cá nhân ha. Hơn nữa, các cô chú cũng mong bé mèo có ít tiền để dành đi học cho Đức Tiến yên tâm. Vì Đức Tiến ra đi đột ngột, mấy hôm nay bé mèo cứ hỏi sao mẹ khóc rồi đi tìm ba. Ai nghe cũng đứt ruột. Nay nhận lời ha, rõ ràng ha, nay nhận lời ngỏ của người em thân thiết của Đức Tiến tại Mỹ. Tôi xin mọi người giúp đỡ nha. Cái này là cái cô Xuân Lan chia sẻ nha, cô Xuân Lan nha. Tôi nói cho quý khán giả đó, trẻ em đó đâu có biết đâu. Như con tôi nè, mẹ tôi mắc nó về nó hỏi ba sao mẹ nằm đó ba đó, nó đâu có biết đâu sao nội nằm đó, mà nó nhìn cái hình mẹ tôi trên bàn thờ á, nó nói sao con đi đâu bà nội cũng nhìn con hết chứ. Tôi nói trẻ con nó ngây thơ lắm, nó chưa có biết cái sự sống và cái chết là cái gì, nó chưa biết cái gì gọi là sinh ly tử biệt, nó đâu có biết. Mình người lớn mới biết, mà đi nói chuyện chi mà kèm trẻ em vô trong đó nữa. Ai gia đình ai mất mát, tôi nói quý khán giả đó, cái sự người thân ra đi rồi, cái nỗi đau rất lớn, không có cái gì nha, không có cái gì bằng sinh ly tử biệt, cái rất là đau xót nha. Mình phải hiểu cho gia đình người ta vậy, mà mình muốn làm gì á, tôi nói thẳng luôn, anh em trong gia đình nè, muốn chôn cắt sao, tang lễ như thế nào cũng phải bàn luận với nhau nữa. Còn mình là cái người ngoài mà tự nhiên mình bay vô mình kêu gọi như vậy là tôi nói thật sự với quý khán giả tôi không có đồng tình nha. Bên cạnh đó đó thì Xuân Lan công khai thông tin tài khoản của Bình Phương tại Mỹ để công chúng có thể gửi tiền trực tiếp. Dù đã xóa bài sau ít phút, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng lưu lại bài đăng của siêu mẫu Xuân Lan. Đấy, quý khán giả thấy một cái sự bức xúc phải nói là lên đến cái đỉnh điểm không? Đó. Ai làm ra cho cái câu chuyện này ồn ào? Chính những người hoạt động nghệ thuật chung với cô này cho với anh này chứ không ai chứ. Gia đình người ta như vậy mà cô bỏ ra mà cô làm như vậy là chết rồi. Còn cô nói gia đình ai mắc mát, tôi xin nói thật với chị đó nha. Cái chị siêu mẫu, tôi không biết chị nhiêu tuổi nha. Tôi kêu bằng chị đi cho nó lịch sự một chút. Ở Việt Nam là chị muốn kêu gọi giùm không? Hả? À, chị muốn kêu gọi không? Tôi chỉ chỗ cho chị kêu gọi, tôi đi quay lên 100, 1000 hoàn cảnh cho chị kêu gọi giùm nha. Con người sinh ly tử biệt, gia đình ai cũng phải đối mặt hết trơn á. Bất cứ cái người nào ra đời là chúng ta cũng phải chấp nhận, chúng ta cũng phải chứng kiến những cái sự sinh ly tử biệt của người thân của mình nha. Đừng có đây đăng lên đây kêu gọi rồi xóa, đăng lên kêu gọi rồi xóa, ấp a ấp úng hả, úp úp mở mở, nhưng mà báo chí ta cũng đưa lên rồi đó. Quý khán giả thấy không, một câu chuyện hết sức bức xúc luôn. Mình muốn kêu gọi á, cái này là gọi là kêu gọi từ thiện luôn chứ kêu cái gì nữa, đúng không? Đây, bên cạnh đó, Xuân Lan công khai thông tin tài khoản của Bình Phương tại Mỹ để công chúng là ai hả? À, công chúng là ai? Công chúng có phải là người dân không? À, công chúng có phải là người dân không? Đó, đây là tôi nói thẳng luôn, biết bao nhiêu cái vụ tai nạn lao động nè, cha mẹ ra đi để cho con mồ côi bơ vơ nè, cái vụ đại dịch Covid-19 đó nè, đó phải vô là những cái cô như vậy, đó phải vào cái
khu mà cho dành cho trẻ em đó, nó rất là khó khăn chứ không phải giỡn đâu. Mà chị ở đây mà chị nói cái này chết rồi. Bên cạnh đó, Xuân Lan công khai thông tin tài khoản của Bình Phương tại Mỹ để công chúng có thể gửi tiền trực tiếp. À, dù đã xóa bài đăng ít phút nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại bài đăng của siêu mẫu Xuân Lan. Mới đây á, thì gia đình của diễn viên Đức Tiến phải lên tiếng. Đại diện gia đình á, là cố diễn viên Đức Tiến khẳng định vợ con diễn viên á, vợ con của nam diễn viên á, không có đến nỗi túng thiếu, không có tiền mua đất chôn chồng như là một số thông tin vừa qua đó. Quý khán giả thấy rõ ràng chưa, gia đình người ta đã lên tiếng, người ta nói như vậy đó, mà còn mình ở đây đó, thì mình công khai cái số tài khoản của vợ người ta lên mình kêu, trong lúc gia đình người ta như vậy là người ta sợ nhất là cái tiếng nói thị phi ở bên ngoài, mà cho dù người ta có thị phi người ta cũng phải hết sức là hạn chế. Mà ở đây là cái chị này hành động phải nói là hết sức là bậy bạ luôn, không thể nào chấp nhận được. Gia đình cố diễn viên khẳng định những thông tin trên mạng không đúng. Sau khi Đức Tiến qua đời đó thì bạn bè chung tay góp tiền lo hậu sự cho anh, phải không? Đồng nghiệp người ta làm hết trơn rồi, khỏi cần chị. Trong đó là anh Thanh Sơn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tặng cho một mảnh đất trong khu nghĩa địa đó là có nhiều văn nghệ sĩ Việt, để người em thân thiết an nghỉ cạnh các đồng nghiệp. Miếng đất lúc lúc miếng đất lúc mua là trị giá là 25.000 USD. À, nhưng mà là tương đương là 636 triệu đồng ha. Nhưng hiện tại miếng đất này đã lên 40.000 đó. Bây giờ là miếng đất ở trong nghĩa địa bên bển nó là phải 40.000 đó. À, rồi ở đây á, là hiện tại á, có thể lên đến 40.000 USD là cái số tiền là lên đến 1 tỷ đồng tiền Việt. Việc tặng đất đó là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm, tấm lòng, không liên quan đến khả năng tài chính của gia đình Đức Tiến. Về vấn đề bảo hiểm á, thì đại diện phát ngôn của gia đình của diễn viên chị Trầm Hương đính chính Đức Tiến có mua bảo hiểm sức khỏe, chưa mua bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy á, con gái á, là bé Mai á, bé Mai Phương không nhận được 1 triệu USD, tương đương là 25 tỷ đồng. Thì cái này là anh Đức Tiến á, là có mua cái bảo hiểm nha, bảo hiểm về sức khỏe y tế, nhưng mà không có mua cái bảo hiểm nhân thọ thôi. Còn cái bà kia thì bà lên bà đăng lên bà nói là không có mua bảo hiểm y tế ha. Bà này bà nói một đàn một đẻo, ví dụ bà xách đèn bà chạy trước rồi. Chuyện gia đình ta mà bà hay quá, bà làm cho dư luận bây giờ xào xáo lên, ai cũng quan tâm đến vấn đề cho rằng gia đình của Đức Tiến là kêu gọi chân á. Dù vậy, các trường hợp trong hệ thống công lập tại Mỹ đó là miễn phí cho các học sinh, nên Bình Phương á không quá áp lực. Thấy chưa, rõ ràng chưa? Theo chị Hương á, Đức Tiến sinh thời làm việc chăm chỉ để lo vợ con sống tốt. Chị nói á, là anh không giàu có nhưng không đến mức nghèo khó túng thiếu, anh ấy ở nhà 1 triệu đô mà đó, thấy chưa, ta ở nhà tới 1 triệu đô rồi đúng không? Bà đừng có lo cho, bà lo cho bà đi nha, bà lo cho bà đi. Còn bà muốn kêu á, tôi chỉ cho bà nhiều chỗ lắm để cho bà kêu ha. Trước đó thì cư dân mạng lan truyền thông tin là cố diễn viên qua đời khi vợ đang mang thai lần hai, cũng thông tin là không đúng. Nam diễn viên qua đời vì bệnh tim cũng không đúng luôn ha. Hai cái thông tin đó là không đúng hết. Hiện á, thi hài của Đức Tiến á, được phía nhà hoàng chịu trách nhiệm lưu giữ với hình thức là bảo quản lạnh đến ngày diễn ra vào ngày 29 tháng 5 là lễ viếng nam diễn viên bị trễ đến 10 ngày. Lo quy trình làm ma chay ở Mỹ rất phức tạp. Ngoài lễ nhập quan á, và nghi thức thăm viếng, gia đình tổ chức chương trình văn nghệ tưởng niệm cho nam diễn viên siêu mẫu nổi tiếng một thời. Rồi ở đây còn một số thông tin ha, nói chung là nó cũng không liên quan, mình không có bà đề cập đến, nhưng mà tôi đặc biệt tôi quan tâm cái cô cái chị người mẫu siêu mẫu Xuân Lan này nha. Không nên là chúng ta phải nhìn lại cái hành động của mình, và cái tốt nhất là chị nên lên tiếng xin lỗi trước tiên là gia đình của Đức Tiến nha, diễn viên nam diễn viên Đức Tiến. Thứ hai là xin lỗi dư luận cộng đồng vì chị đã quá nóng vội mà chị là cầm đèn chạy trước ô tô, chị đăng thông tin sai sự thật về gia đình người ta, ảnh hưởng rất lớn trong lúc gia đình người ta đang mất mát, đang có một cái sự chia ly, mà chị đi làm như vậy lẽ ra thì chị cũng dành cho người ta một cái sự tôn trọng chứ. Chưa gì hết trơn chị chụp chị đưa lên này, chị đòi kêu gọi này kia, công chúng gửi tiền rồi này kia, xong đưa tài khoản của chị lên cho người ta gửi vào tài khoản của chị á, chị kêu gọi gửi tài khoản chị, còn vợ gia đình tao đâu kêu đâu, đăng số tài khoản tao lên đó làm gì, đúng không? Một cái câu chuyện phải nói quý khán giả tuy thấy nó rất đơn giản nhưng mà những người có sức ảnh hưởng đến xã hội họ làm như vậy đó,
thì được dư luận và truyền thông người ta chú ý đến rất là nhiều ha. Tôi mong rằng là cái sự việc này không nên tiếp diễn một lần thứ hai đối với những gia đình của bất cứ cái người nào ha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.